So sánh một đứa trẻ này với một đứa trẻ khác là sự xúc phạm ghê gớm. Chúng ta đang thường xuyên làm điều này và không quan tâm đến cảm xúc của những đứa trẻ. Dễ thấy nhất này, chiều 5-6 giờ về: con hôm nay được bao nhiêu điểm? Dạ mẹ, hôm nay con được 9 à. Ồ, con trai mẹ ngon cả. Thế lớp có đứa nào được 10 không? Chúng ta không quan tâm đến sự phát triển của đứa trẻ. Hôm qua nó được 7, hôm nay nó được 9, thế là phải ghi nhận nó chứ. Cứ so với con đằng khác làm gì? Nhiều anh chị ở đây rất ấu trí. Trí thông minh của con mình bằng trung bình cộng trí thông minh của bố và mẹ cộng lại, có đúng không? Mẹ trí thông minh 90, bố trí thông minh 100, thế mà cứ đòi con thông minh xuất chúng hơn người. Nói thật các anh, ngày xưa các anh học dốt đấy, mà bây giờ thấy con nó học giỏi xuất chúng, phải xem lại. Có người thì: mẹ hôm nay con được 10 ấy, con được 10. Ô thế à, con được 10, ôi giỏi chế, con trai mẹ giỏi chế. Thế ở lớp có mấy điểm 10 tất cả? Lại khốn nạn, suốt ngày so con mình với con thằng khác. Nhà có hai người thì suốt ngày: tại sao con không giống như anh con nhỉ? Tại sao con không giống như em con nhỉ? Con có hay thấy việc đấy không? Bởi vì chúng ta vô hình chung tạo ra sự thù oán giữa hai đứa và sự ghét bỏ nhau giữa hai đứa. Nó là một cái thể loại rất riêng, tại sao lại cứ phải so sánh nó với thằng kia? Thằng kia không giỏi nó bằng cái này, đúng không? Mỗi đứa nó không có cái nét riêng. Nên stop việc so sánh. Đồng ý chưa ạ?